hút anh à. Ui trời. Chú gì ấy nhở? Mà đây là tổ trưởng cút, sao lại con này nó lại ở đây? Chắc là tu hú nó để nhờ thế nào ấy. Nặng thôi rồi đấy. Không biết nó đi ca đâu nhỉ. Này, chúng mày nha, cấm đứa nào nói cho Mao đại ca nhá. Vậy tao thử nha mỗi đứa, mỗi quả trứng cút. Úi trời ơi, quả này ăn dày rồi. Vì bán nó cũng tiền. Ui, làm thế nhỉ. Mà sao đây cái con này nó ngu nhỉ, lại cho con tu hú lại để vào đây nhỉ. Cho là nhiều trứng. Đây, 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 đây. Con này của năm anh chỉ có ăn riêng thôi. Lúc nay nó đào mà. Chắc này nó ra rồi. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tabao TV. Hôm nay anh em mình bắt đầu đi huấn luyện hai em chó săn mới nha mọi người. Hai em chó săn mới thử đấy mọi người. Đây là tại vì nó non, thế nên đáng nhẽ ra nó phải đi theo đàn đấy để nó học cách săn bắt. Nhưng mà hôm nay là quyết định là cho nó đi độc lập hai con non. Cho hai độc lập, cho hai con nó độc lập thôi. Như cái hang này là lúc sáng vẫn có chuột đấy, chắc là khả năng là nó do nó hết mùi rồi. Rồi, nó chạy ra rồi. Bây giờ phải kiếm cái hang nào có chuột đấy để cho nó bắt mùi, nó bắt đầu đảo ấy thì nó sẽ huấn luyện tốt. Mày anh em mình huấn luyện con này hay đỉnh, hai con chó săn đẳng cấp luôn nha mọi người nhá. Mày ở đây nhá, để tao xuống dưới này xem. Ok, thế để em đi chọc cái bờ mương này. Đây chuột nhí. Đây này, ôi, ôi. Đây nhớ đâu là con gặp con rắn siêu to khổng lồ. Wow. Trong lúc nó đang hăng say gọi là luyện chó, mình đã, nói chung là mình đã chuẩn bị trước cái này để chôn nó từ nhà rồi nhá mọi người. Mọi người biết quả được gì đâu. Đây là quả trứng đa điểu nhá. Với lại khoảng tầm 20 quả trứng cút gì đấy. Bây giờ mình sẽ tạo một cái ổ ấy, tí nữa xem phản ứng của thế nào nó thế nào nhá. Bây giờ nó đang đi dọc cái bờ bên kia, tí nữa kiểu gì nó cũng sẽ nép nép sang đây để nó thấy. Đấy là xem để xem gọi là phản ứng của nó thế nào. Bây giờ phải tạo ổ nó chuẩn chuẩn đã. Thằng này thì nó hơi bị khôn đấy, thế nên là phải tạo nó chuẩn chuẩn và phải kín kín cơ. Đấy. Đấy. Khoét khoét. Tí nữa này, những cái chỗ này tí nữa mình sẽ vén sang hai bên nhá, để cho nó tử thật. Nó mà không biết đấy, cái này dính mực, lau đi. Đấy. Kiểu chim cút nó hay để với cò bự nó hay để thế này. Bây giờ mình sẽ ngồi rình ở trên này xem nó sẽ như thế nào. Trứng cút sao lại con này nó lại ở đây? Chắc là tu hú nó để nhờ thế nào ấy. Nặng thôi rồi đấy.
ca đâu nhỉ. Này, chúng mày nhá, cấm đứa nào nói cho ma đại ca nhá. Vậy tao thử nhá mỗi đứa, mỗi quả trứng cút. Úi trời ơi, quả này ăn dày rồi. Vì bán được 4 tiền. Ui, làm thế nhỉ. Mà sao đây, cái bọn này nó ngu nhỉ, lại cho con tú lại để vào đây nhỉ. Chó là nhiều trứng. Tối nay mình phải dẫn chó săn mẹ ra đây để săn cái con mẹ này mới được. Ui, thôi. Trời ơi, đây, 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 lô, 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 pin, pin, đi. Ây chà, mình biết ngay mà, mình ngồi dình đằng kia rồi thử xem phản ứng của nó thế nào đâu. Nói chung là thằng này mất dạy lắm, anh em mà không nghĩ ngợi gì đến nhau cả, tình anh em phát này... Nhặt được của rơi không thèm cho thằng anh của một tí nào. Giả dụ đấy là của rơi đấy nhá. Nó nhặt được ít nhất nó phải bảo mình là ui anh ơi em nhặt được cái này, anh em mình đi nướng đi. Thế mà bây giờ mình sẽ về nhà nó đòi. Không được, tình anh em thế này thì không ăn thua rồi. Đây, à đây rồi, đây rồi. Đưa trứng ở ngoài đấy làm đồng. Đưa trứng đa điểu tao đây. Cái gì? Trứng đa điểu. Đây rồi, trứng đa điểu. Này, có người bảo mày cầm về nhá. Ai biết đấy đâu, biết được à? Biết được cái gì? Mày lấy quả trứng ở ngoài mương về đúng không? Sao hai chục quả trứng nhỏ nữa. Em mở chân em về làm nào. Đang đi săn sao mày về? Thì em mở chân em chẳng về. Tao không biết giả trứng đâu đây. Này, ngồi đây. Sao tao thử đấy. Tao thử ơi. Mày đưa chúng ta đây, tao chỉ để đấy để trêu mày thôi nhá, để con làm thức ăn đấy. Ai biết đấy là đâu? Ai? Em có nhận được đâu? Đây, đây. Mày, mày. Này, bỏ đâu? À, nào. Bỏ à? Nào. Ê. Trả lấy chỗ của em nhá. Này, trứng tao đâu? Biết được à? Rồi, tao cứ biết được à? Này, có người bảo mày cầm trứng từ mương về nhá. Ai biết đấy đâu ấy? Chơi mày tí thôi nhá, mày định cầm về thì mày lấy mất của tao à? Hả? À? Mày biết tao để làm gì không? Hả? À, à? Không? Đừng có giả vờ. À, giả vờ thì một là đưa trứng tao, hai là thôi, tao cho hai con này ra làm cầy tơ với ở ngoài quán tiểu phủ nhá. Sao? Hả? À, có giả không? Hả? À? Chị bạn ơi! Có giả không? Anh đợi tí. Đợi tí cái gì nhanh? À, thôi tao về đấy. Em quên mất em để đâu rồi. Quên, mày thích quên không? Hả? Ôi, từ 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 từ. Mày thích quên không? Này. Đâu, nhanh. Tao cứ cho nó vào đây thì kìa đã. Này hả? Ngồi đây. Tao bắt một con về đâu. À đấy. Này, giả. Giả. Con vẫn thiếu. Thiếu cái gì? Còn 20 quả trứng cút lộn đâu. Cái đấy cho chó ăn rồi. Chó cái gì? Này, thế thì đưa quả này đây. Còn một quả nữa đâu? À còn 20 quả nữa đâu? Cho chó ăn rồi. Cho chó thì tao bắt con này về đền. Cho bỏ ra. Chó ăn rồi, anh tìm được đấy. Bỏ ra. Giả rồi. Giả, giả cái gì? Cho chó ăn rồi. Cho chó đi. Ok, em móc không được nó lên xem. Nào, móc đi, mày móc. Nào, thật. Trứng của tao mà dám đem đấy. Đáng ra đồng để nấu. Ơ, cho mày. Đâu thì ai bảo anh để nấu gì? Cho mày ở nhà, tao đi đấy. À, kéo đi. Ai bảo anh đi nhận vơ. Nhận vơ cái gì? Tao để đấy đấy. Sao đâu anh nhận vơ cháu? Nhận vơ cái gì? Chứ mày có kinh tên anh không? Tao không biết, của tao. Cháu cũng không. À, thế có chó kinh tên nhận vơ không? Chẳng gì à? Gì không? Đâu, đâu? Sao mày anh gọi cho mai đâu vậy? Nào, tao gọi đi. Này, kích, kích, kích. Tao bắt nó về hả? Không. Này, mà. Chẳng qua là sợ anh ấy. Láo tiên. Nó lạnh rồi. Đánh ra thì tao ra đâu? Sẽ đi ăn với. Ngoan thế mà còn dặn cho mẹ. Này, không mấy em 70% thôi nhá. 70% cái gì? Em nhận được. Nhận được cái cứt này. Mày tưởng tiền. Nên tao đưa mày nhận tiền. Kéo ai kể cho mày về cho mẹ lại nhận vơ. Nhận vơ cái gì? Trứng tao mua đấy. Ngồi đây đây. Rời ạ. Đám bị nấu. Ai ông
nay anh sẽ cho mày ăn món gọi là trứng đà điểu hấp mà cua mà này này mày nhìn đây này, mày không thấy có chữ mờ đây à? Đi mua đây ông nội. Gì? Trứng đà điểu hấp gọi là thế sao lại lúa mạch. Trứng này lại có chữ. Đặt vào đây. Tao mua chả có chữ. Đấy, cho nó cao lên tí. Mua lại còn thì chả có em này. Ăn luôn đi lại còn. Thôi, tao muốn thử xem anh em tình anh em có chắc chắn bền lâu không thôi. Này, ít nhất nhá. Bền lâu cái gì? Ít nhất mày nhặt được khoảng tầm 20 cũng bảo anh ơi em nhặt được 20 cho anh 5.000 này. Ui dồi ông nhặt được 20 không? Khả năng là ông chạy một phát ra trung tâm thương mại đi chơi luôn. Khỏi phải anh ơi. Đấy mà anh em gì nữa. Nào bật lửa lên. Ý, anh có kem, hôm trước có kem có cho em ăn không? Kem cái mềm mẹ. Đấy, úp vào đây. Chà. Lâu lắm rồi đấy. Thôi nói chung là cũng tối rồi. Không cần biết là nó chín hẳn hay chưa. Ui xà. Ui thơm á, ngửi vào xem. Ui này. Mùi như kiểu cốm ấy nhỉ. Thơm tôi rồi ấy. Mùi thơm lắm nha mọi người nhá. Đây là lúa nếp à. Ui. À này, có thơm này. Ui bà ơi. Ui. Rồi cứ kịch cái nữa mà chơi vào đầu ngất luôn. Này, bây giờ ra chơi thử một cái này. Ừ. Tao đập vào đầu mày nếu mà vỡ quả trứng ấy thì cho mày 100. Hả? À. Thế mà em đập vào đầu này vào đầu anh, nếu mà vỡ quả trứng em cho anh 200. Chơi luôn. Ok. Nào. Tiền. À. Thế ứng trước 50, à 50%. Không mang tiền. Không mang tiền đi. Này đi chơi cờ bạc bỉ vào không có. Rồi. Đâu. Ôi ôi chịu. Chơi cơ bạc bịp rồi. Tao mà không đấy. Bây giờ anh em mình sẽ khui ra. Khui quả gọi là trứng to nhất thế giới đây nha mọi người nha. Trứng chim to nhất thế giới. Mà quả này cũng gọi là trứng to nhất thế giới. Làm gì có con gì trứng to hơn này nhỉ. Đấy. Siêu khủng lồ. Ui nó bỏng quá. Nhưng mà tiếc. Nói chung là nó rất là đẹp nhá. Quả này rất là đẹp. Nếu mà để mà hút nè hút ra như ngày trước ấy, thì có thể vẽ vào đấy nhưng mà hơi tiếc ấy. Thôi em có được thì cũng phải đấy em khui chưa. Ừ đây mày khui đi. Đúng nhở. Không biết trứng luộc ui, như anh ơi, như kiểu đá nhá. Ừ. Đá vôi á. Ui ui ôi đừng mà trứng chắc thầm lỏm đấy. Đừng mà trứng ôm trời đấy. Tao tiếp đi thầm lỏm nhỉ. Để em đốm nhá. Đây, rồi. Bóc dần. Ui, thơm lắm. Ui, chưa chín sao ấy. Trứng ung rồi. Trứng ung. Ui, cái vỏ nó dày này. Ai, đau anh. Anh, đau lắm. Em có đó. Thôi. Ôi, hơi tung tùm, quả này hơi tung tùm cho mọi người ạ. Ai, nhưng mà tung tùm ngon, em thích ăn trứng gà tung tùm. Tung tùm căng cẳng, chưa thấy hẳn vẫn ăn tốt. Đấy. Ôi quên đáng nhẽ phải cho nó ngâm nước đã. Nguội ăn quá mà. Tại anh tham ăn. Mày thì tham gì. Ui nó rất là nóng mọi người ạ. Thế nên là phải từ từ. Nào bóc đi. Ui. Chứ chín sao ấy. Ui rồi nhưng mà nó ui lông đào trứng lông đào cho mọi người. Đây lấy cái này làm chìa chín lông đào mọi người ạ. Chưa chín hẳn. Ôi, mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá ăn trứng siêu to khổng lồ lông đào của anh mình. Lông đào ngon hơn. Béo nhỉ. To quả trứng này lâu chín thật. Anh em mình luộc khoảng tầm 15 phút rồi. Béo lắm. Béo nhỉ. Quả ngợi ấy. Quả này phải lên cân. Quên biết thế cân quả này lên cho mọi người xem. Quả này cân rưỡi nhá mọi người nhá. Quả trứng cân rưỡi. Béo nhỉ. Chấm miếng. Béo ngậy luôn.
Đúng thung thủng thật. Quả này hơi thung thủng, khăm khẳm nhưng mà không thối hẳn. Đây này, đây nhá. Cả quả nó đây nhá mọi người nhá. Không phải là nó sống lắm đâu, hơi lòng đào thôi. Nhưng mà là do là quả trứng này nó bị thung thủng ấy. Nó hết đát. Nó bị thung thủng ấy, thế nên sắp là sắp hết đát rồi. Sắp hết đát, quả này để tầm một tuần nữa là thối hẳn đấy. Thế nên là nó những cái loại này vẫn ăn được. Hơi vữa ra. Đấy, ui. Mình khoái ăn nhất là thịt loại này. Ủa, cái gì á? Ủa, thấy rừng à? Đâu? Ôi. Bác kia đốt rơm. Có đốt đồng á? Thế không thuê anh em mình đốt. Ui, cái này sát ruột luôn đấy nhỉ. Nếu cháy thì vừa cháy hết xuống hết nhỉ. Cháy hết cả. Thật ớt rồi. Anh Tam à? Anh Tam à? Tại nó sạc mình, tại vì nhỡ đâu cá chết mình, anh em ngồi trên này không vớt được. Thế mới sạc phí. Thương. Thương mấy con cá quá. Nhớ trong kia mà cái trong túi không cá chết hết. Mai anh em mình lại không câu được. Phí nhỉ. Đây này. Anh ơi. Thử thách anh em cái này. Hả? Cái gì? Cái gì? Cái này. Cái đấy thì có gì? Cái này thì có gì? Có hành. Có mỗi cục ớt này thôi gì? Hành. Không có gì à? Mặn. Ôi, thế em xem trên mạng người ta hăng ghê lắm hả? À? Hăng cái gì? Hành là mặn thôi. Đồ. Thế mà. Trên mạng là màu. Hôm nay em thử em ăn một quả sống nhưng mà xem. Ừ. Ôi. Còn nó là màu thôi. Là màu. Ui. Để mà nói quả trứng này mà hai anh em mình ăn thì khả năng nào không hết được. À, con lô đâu rồi? Lô, con đây, lô. Con này chạy với đấy, chạy theo tiếp với. Nó cứ thấy bây giờ cứ thấy anh em mình ra đồng rồi chạy theo lô sang đây. Đây em đây. Lô. Đây, lô đây. Sang đây, đây của mày đây. Bin. Tao tưởng con bin của mày đâu rồi. Bin đây. Đây. Bin. Đây này. Sang đây. Đây, lô đây. Đây. Con bin em ăn với. Đây. Đây là chó săn của Mao đây nhá mọi người nhá. Còn đây là chó săn mà đại ca. Anh cầm nó lên không ngờ bọn này nó ham ăn là nó đấy hết. Cho nó ăn với. Ui, lòng đỏ này. Ăn đi. Ăn đi màu lớn này săn nhá. Lòng đỏ nó bã lắm mọi người ạ. Săn kinh điển nhá. Ui, cay ạ. Béo. Uầy. Mai được. Cái hạt ớt lên mũi. Mặn đấy. Mời cho tao cái hành cái mặn quá. Sốc lên tận não. Ăn cái này sụt sượt rồi dính hết ai cả miệng này. Cái lòng đỏ của nó hay lắm nhá mọi người nhá. Ăn giống cái quả trứng gà này. Cây trứng gà ấy. Không được vặt nát nó. Cắn chết nó đi. Thịt bỏ đấy. Này. Nhà ta đang nhiều riêng đấy. Mày thử cắn nó em. Cắn luôn. Mày phải sợ nó à? Đây. Không phải. Đây, ăn nát đâu. Cho mày lòng đỏ ngon hơn này. Không phải ăn. Con chó của em á. Em về em nuôi cho